Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 31 tháng 12. Hôm nay Vườn An Hà Nội có về rất là nhiều các cái mặt hàng đẹp các bác nhé. Các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Hôm nay nhà em có về các cái loại địa lan này và các cái dòng đen dâu xuân các bác nhé. Ngoài ra thì hôm nay nhà em có cái cây rất là hiếm, cây phượng hoàng lửa hay còn gọi là cây đơn cam các bạn, hay còn gọi là cây phượng hoàng lửa, rất là đẹp luôn và rất là hiếm. Ngoài ra thì có đùi gà trắng và một số các cái mặt hàng khác các bác nhé. Kim điệp xuân đang có rất là nhiều nụ, thì các bác theo dõi và đặt hàng gọi điện cho em các bác nhé. Thì trước tiên đầu video em sẽ lên cho các bác xem những cái chậu địa lan hoàng kim bảo rất là đẹp. Hôm qua thì ngày đầu xuân năm mới thì em có khai xuân cái lô địa lan hoàng kim bảo và cũng được khách hàng mua ủng hộ rất là nhiều. Thì hôm nay nhà em cũng vẫn còn hàng rất là đẹp các bác nhá. Các bác có thể thấy này, đấy, cây rất là đẹp, chậu rất là nhiều thân và nhiều nụ như thế này. Thì trước tiên em sẽ lên cho các bác ngắm cái mặt hoa của cây hoàng kim bảo. Cây hoàng kim bảo ấy thì hoa của nó gần giống với cây thanh ngọc các bác ạ. Hoa rất là thơm và rất là đẹp. Hoa thì sẽ nở vào những cái dịp Tết đến đầu năm các bác nhá. Hoa rất là đẹp như thế này. Đấy thì mình có thể sưu tầm ngay để có những cái chậu hoa lan đẹp để chơi xuân này luôn, bởi vì cây đang có lụ rồi. Thì một chậu hoàng kim bảo em chia sẻ như sau, một chậu từ 2 cho đến 3 ngồng hoa. Em sẽ chia sẻ với giá là 250.000 cho một chậu. Cây bao đẹp các bác nhá. Đến nơi các bác được kiểm tra hàng trước khi nhận thoải mái luôn. Đấy, cây đảm bảo đẹp tuyệt vời. Đấy, một chậu sẽ có từ 2 đến 3 ngồng, sẽ có giá là 250.000 cho một chậu. Và những cái chậu có 4 cần hoa rất là đẹp như thế này. Những cái chậu càng nhiều cần thì nó càng nhiều thân các bác nhá. Đấy, những cái chậu này là size cỡ 350 của em đợt trong năm đấy ạ. Size loại cỡ lớn 350. Đây ạ, đấy thì là em chia sẻ với giá là 4 cần hoa là 280.000 các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Các bác ngồng như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 cho đến 10 ngày nữa nó mới nở các bác nhá. Đấy, nếu như khí hậu miền Bắc nó phải 10 ngày nữa cơ, bởi vì đang rất là lạnh. Đấy thì bác nào sưu tầm thì báo cho em biết. Có những cái chậu 5 cần hoa ấy thì em sẽ bán với giá là 300.000 các bác nhá. Đấy, cây rất là đẹp luôn, các bác cứ yên tâm sưu tầm. Mặt hàng tiếp theo đó là những cái chậu địa lan đại mạc lá biên các bác nhá. Đại mạc lá biên thì hôm nay em cũng để cho các bác với giá cây giống thôi, 180.000 cho một chậu. Và cây này thì cũng được các bác mua rất là nhiều cho cái video ngày hôm qua các bác ạ. Cây rất là đẹp các bác nhá, em còn khoảng độ tầm 30 cây nữa thôi. Đấy, em để trên giàn từ trong năm rồi. Cây rất là khỏe các bác ạ. 180.000 cho một chậu đại mạc lá biên các bác nhá. Hoa của cây đại mạc lá biên thì rất là thơm các bác ạ, rất là thơm và rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. 180.000 cho một chậu. Tiếp đến là những cái mã địa lan tứ thời lá biên phát tài các bác nhá. Cây này đặc biệt hôm qua rất là nhiều khách mua luôn, và thực sự luôn là em đảm bảo với các bác không mua được ở đâu rẻ bằng nhà em luôn, bởi vì em vẫn thấy thị trường đang bán là một khóm nhỏ rơi vào 150 đến 180. Nhà em bán một khóm thì chỉ có tầm 100 đến 150 thôi, tùy khóm các bác ạ. Cây tứ thời lá biên này hoa của nó rất là thơm các bác ơi, hoa rất là thơm luôn. Và hoa của nó nở thì một năm nó sẽ rơi vào khoảng được tầm 3 lần các bác nhá. Thì trước tiên em sẽ lên cho các bác xem ngắm cái mặt hoa của cây tứ thời lá biên. Hoa đẹp lắm các bác ạ, hoa rất là đáng sưu tầm. Nó có những cái đường kẻ sọc ở trên cánh hoa các bác ạ, rất là xinh luôn. Đấy, thì một chậu tứ thời lá biên thì các bác là mua nguyên chậu em để các bác là 200.000 các bác nhá. Thực sự luôn là giá rẻ hơn giá em mua luôn đấy. Đây, rất là đẹp luôn, cây này em mua từ trong năm rồi. Mua được phải, nếu mà để ở vườn nhà em nó phải rơi vào khoảng tầm 4 đến 5 tháng rồi các bác ạ. Một lần em bán có hoa, thế sau đó là nhiều quá không bán kịp, thế là bây giờ để làm cây giống ở vườn nên để chia sẻ giá rẻ các bác nhá, 200.000 cho một chậu. Đấy. Tiếp đến là những cái chậu ô tử thúy các bác nhá. Ô tử thúy cây đang có nụ và có cả chậu có hoa, thì là em chia sẻ với giá là một chậu là 300.000 các bác nhá. Hoa thơm ơi là thơm luôn các bác ơi. Trời ơi, nó thơm hơn cả thanh ngọc các bạn. Thơm dã man luôn. Đấy, ô tử thúy nhá. Một chậu thì có nụ và có hoa các bác nhá. Đấy, có chậu thì có lụ, có chậu thì có hoa. Nó rơi vào là 300.000 cho một chậu các bác nhá. Ô tử thúy hoa cực kỳ thơm. Tiếp đến là những cái mặt hàng rất là đặc biệt, đó là những cái chậu em giới thiệu ban đầu là những cái chậu gọi là cái gì nhỉ? Tự dưng em quên tên. Phượng hoàng lửa các bác ơi, phượng hoàng lửa các bác nhá, hay còn gọi là cây hoàng thảo đơn cam. Cây này nó là cây đơn cam Thái nhưng mà rất là ít và rất là hiếm các bạn.
hay còn gọi một cái tên rất là hay, đó là cây phượng hoàng lửa các bác nhá. Hoa của cây có màu cam lửa đấy, và lưỡi của nó có màu đỏ, họng họng đỏ các bác nhá, rất là xinh luôn. Cây này cực kỳ hiếm các bác, em đảm bảo với các bác là các bác đi mua cây này rất là hiếm luôn. Ngày trước cây này đắt lắm, bác nào mà chơi rồi các bác biết, mua có khi một tép nhỏ đã rất là đắt rồi đấy. Thì hôm nay em có được 25 chậu, là 25 chậu thôi, cũng không có nhiều các bác. Lấy hết cả vườn luôn là được 25 chậu duy nhất các bạn. Đấy. Thì cây này thì các bác biết rồi đấy, cái cây đơn cam thì chắc chắn là nó không cao mà nó sẽ lùn 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 các bác nhá. Đấy thì cây đây, mà các chậu thì nó sẽ đang có hoa và có chậu có lụ các bác ạ. Lụ hoa xen lẫn lộn các bác nhá. Đấy. Thì em sẽ chia sẻ cho các bác một chậu như thế này với giá là chỉ có là 180 nghìn thôi các bác nhá. Tối qua em live em bán 200 nghìn đấy. Hôm nay video ngày hôm nay thôi để chiên các bác hôm qua ủng hộ em, thì hôm nay để các bác 180.000 cho một chậu, và chỉ có 25 chậu duy nhất các bác nhá. Chỉ có 25 chậu thôi. Đấy, hoa nụ lẫn lộn. Nói chung cây này là cây sưu tầm, các bác mua về để làm giống các bạn, về làm giống để mình có thể gây ra được những cái chậu lan đẹp để cho những cái mùa vụ sau các bác nhá. Tiếp đến là những cái chậu đen rũ Úc siêu đẹp các bác ơi, trời ơi đẹp dã man luôn. Đen rô Úc các bác nhá, hoa của nó là hoa tím họng đen, phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn các bác ơi. Đây em, đây các bác, hoa này đấy, hoa đẹp chưa, hoa tím họng đen các bác nhá, họng đen rất là đẹp, người ta còn gọi là đen rô Úc mắt đen. Chậu như em là chậu size to các bác nhá, chậu size to, các bác nhìn cái chậu này, chậu size to này, một chậu rất là nhiều cây luôn. Một chậu đen rô Úc em chia sẻ với giá chỉ có 200.000 cho một chậu thôi các bác nhá. Toàn bộ 100% các cây trong chậu, nói chung là toàn bộ 100% các chậu đều có lụ các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Chậu thì nhiều thân các bác, chậu thì rất là nhiều thân các bác nhá. Đây các bác có thể thấy này, đen rũ là chậu cỡ to các bác nhá. Đấy, một chậu là 200.000, cứ 200.000 một chậu. Đây ạ, đây. Đến nơi các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em. Cây cao các bác nhá. Cây đen rũ thì nó sẽ cao tầm tầm như thế này, lên gạch 50. Đấy, nó sẽ cao cao tầm tầm như thế này. Đây em giải vài chậu để các bác có thể ngắm này. Đấy, cây nó sẽ tầm tầm như thế này nhá. Chậu rất là to và rất là đẹp luôn. Giá siêu rẻ luôn cho ngày đầu năm, 200.000. Tiếp đến thì em có những cái chậu đen rô hoa vàng. Các bác ơi, trời ơi, hôm nay là ngày thần tài, các bác mua màu vàng đi các bác ạ. Màu vàng đúng ngày luôn. Đen rô hoa vàng tuyền các bác nhá. Đen rô hoa vàng tuyền thì hoa rất là thơm và rất là đẹp. Cái này thì nói chung là màu vàng thì được các bác hỏi mua đen rô xuân mà hỏi mua màu vàng thì rất là nhiều. Năm ngoái cuối năm em bán đen rô rất là nhiều mà không có một chậu là màu vàng luôn các bạn. Hoa màu vàng rất là đẹp các bác nhá. Màu vàng tuyền thì một chậu đen rô xuân hoa màu vàng tuyền như thế này. Đấy, nó sẽ có nụ hàng thuần vườn tại Hà Nội luôn rồi các bác nhá. Hàng này là hàng thuần vườn tại Hà Nội rồi. Thì em chia sẻ một chậu với giá là 130.000 thôi. Đấy, đáng ra là bán 150.000 nhưng hôm nay ngày thần tài thì bán màu vàng để các bác mua để cho nó may mắn các bác nhá. 130.000 thôi. Và đặc biệt bác là mua 2 chậu sẽ có giá là 250 luôn các bác nhá, 250 cho 2 chậu luôn. Rất là xinh luôn. Đấy, đen rô xuân hoa màu vàng tuyền các bác nhá. Tiếp đến thì em có một cái lô đen rô xuân hoa màu sổ số. Màu sổ số thì nó sẽ có rất là nhiều màu các bác ạ. Đây, hoa sổ tại vườn đây rất là nhiều màu đẹp các bác nhá. Đấy nhưng mà do là nhiều quá vườn để lẫn lộn nên là bây giờ không biết được cái mặt nào với cái mặt nào luôn. Hoa đẹp lắm các bác ạ. Đấy có cả cây 4N này, cây cánh chớp này. Đấy rất là đẹp luôn. Nói chung là màu sổ số là những cái màu, toàn là những màu đẹp thôi các bạn. Toàn màu đẹp thôi. Đây em cho các bác xem này. Úi dồi ôi, đây em chụp đây. Màu này đẹp chưa? Cũng ở vườn luôn đấy các bạn. Đẹp chưa? Đây màu nó đây. Đấy đẹp lắm. Nói chung là đẹp lắm. Thì màu sổ số các bác nhá, thì có thể áng áng được hơi hơi một tí. Ví dụ bác nào thích những cái lấy màu hoa sáng màu hoặc cánh chớp thì mình lấy những cái lụ xanh như thế này này. Đấy thì sẽ được cái màu đấy. Thì bây giờ em sẽ lên cho các bác xem những cái chậu nhá, để các bác chọn mã các bác nhá. Cây cũng rất là đẹp luôn. Đầu tiên là mã số B12, 150.000, 150.000 cho B12 các bác nhá. Toàn bộ đều đang có lụ đây, lụ đây. Các chậu đều có lụ hết rồi, là đang bắt đầu nhú các bạn. Về trồng nó sẽ nhú hơn các bác nhá. Đấy, B12 150.000 này. Tiếp đến là mã số B13 150.000 luôn. Đây 150.000, chậu rất là nhiều thân nhá, cây đang có lụ hết rồi. Nói chung là hàng này các bác mua thì vừa rẻ vừa đẹp. Mở cây trồng thì chuẩn luôn bởi vì cây nó thuần vườn tại Hà Nội rồi, cây nó rất là khỏe các bác ạ. B14 130.000, cây này thì nó rụng hết lá rồi, nó rụng hết lá để nó ra lụ các bác ạ. Đấy, các thân lụ nó đang tòi lên nhá, rất là đẹp luôn. Đấy 130.000 cho B14 các bác nhá, đầy lụ này. Đấy rất là nhiều lụ, mấy thân lụ luôn.
Tiếp đến B17 này. B17 130.000. Đây là cây 4N các bác nha. Bác nào thích hoa màu đậm ý thì lấy cái này. Đấy, B17 130.000. Tương tự như vậy, B18 này, cây 4N này, bông rất là to và đậm màu các bác nhé. Đấy, nhụy đen luôn này. Đấy, đẹp chưa? Cánh tròn xoe. 130.000 cho B15 các bác nhé. B15 chuẩn hoa luôn, không cần phải sổ số nữa. Tiếp đến là mã số B19, 130.000 luôn các bác nhé. Toàn bộ các chậu đều đang có lụ hết các bác nhé. 130.000 cây này. Nói chung là toàn những cái mặt hoa đẹp thôi. Mã này siêu phẩm luôn này. B18, 150.000. Này thân dài chưa? Đấy, cái này chắc chắn là hoa rất là đẹp các bạn. Ngồng hoa dài lắm, một cần hoa của nó, một cái cuống hoa của nó sẽ phân nhánh được ra khoảng 3-4 bông hoa các bạn. Cây này rất là cao, nó chắc là được khoảng 70cm luôn, rất là cao. B10, 150.000 các bác nhá. 150.000, các chậu đều có lụ hết các bác nhá. Các chậu đều có lụ hết. 150.000 cho B10 này. B18 cũng vậy, 150.000 này các bác ơi. 150 cành nha. Đây, đây các bác thấy chưa? Đấy, lụ đây, rất là đẹp luôn. Tiếp đến là mã số B16 cũng 150.000 nhé cả nhà ơi. Trời ơi, toàn những cái mặt hoa xuất sắc. Các bác mua cây sổ số này thì đảm bảo luôn là các bác mua chậu nào hoa cũng đẹp. Mà mua vài chậu cũng không sợ lẫn màu hoa các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Mình về mình có thể để cho cái không gian nhà mình nó sẽ rực rỡ, rực tràn những cái màu sắc xinh tươi ạ. Mã số B11 này, 170.000 các bác nhé. 170.000 cho B11. Chậu nhiều thân, to và đẹp luôn. Các chậu có lụ hết các bác nhé. Siêu phẩm B17 này, ui dồi ôi. Các bác nhìn lụ này, lụ chấp, rất là nhiều lụ luôn. Đấy, 170.000 cho B17 luôn các bác nhé, chậu to luôn đấy. Tiếp đến sẽ là những cái chậu kim điệp xuân nhá cả nhà ơi. Trời ơi, năm nay hot kim điệp xuân các bạn. Năm nay cháy hàng kim điệp xuân luôn. Đây, dồi ôi, đẹp lắm là đẹp luôn. Đây em sẽ cho các bác xem cái mặt hoa của cây này nhá. Ôi dồi ôi, hoa nó đẹp dã man luôn này. Kim điệp xuân các bác nhá, năm nay siêu hot luôn. Màu vàng cho ngày thần tài các bác ạ. Vàng tuyền luôn, rất là đẹp luôn này. Đấy, chậu rất là nhiều hoa và hoa của nó thì một cần hoa của nó thì ra rất là nhiều bông. Một chậu thì siêu nhiều hoa các bác nhá. Thì em sẽ lên cho các bác những cái chậu siêu phẩm trước. Chậu siêu phẩm đầu tiên là B5 với giá là 500.000 các bác nhá. Trời ơi là trời luôn, nụ này. Nụ không đếm được luôn các bác nhá. Không đếm được số lượng ngồng nụ luôn đây này các bác thấy chưa? Này, nhiều lắm. Nói chung là cây này là năm nay là siêu hot luôn. Đấy, nhất là với cái ngày thần tài này, mua màu vàng này là quá chuẩn. Đây, tiếp đến là mã số B6 này cũng 500.000 các bác ơi. Nếu mà đếm nụ thì chắc phải nhiều lắm. Nhiều lắm các bác ơi, đây này, một thân nó ra ba ngồng này. Đấy, một thân rất là nhiều nụ luôn này. Toàn nụ là nụ các bác nhá. Nụ, nụ, nụ nhiều lắm. Nói chung tóm lại toàn nụ thôi. 500.000 cho B6 các bác nhá. Tiếp đến là mã số B4, 250.000, vừa có hoa vừa vẫn còn rất là nhiều lụ các bác nhá. Lụ này, đây lụ này, rất là nhiều lụ luôn. Đấy, hoa cũng có luôn. Hoa vàng tươi các bác, rất là đẹp. 250.000 cho B4. B1 350.000 các bác ơi. Toàn lụ là lụ các bác nhá. Đây này. Đây các bác thấy chưa? Đây lụ này, đây này. Các cây đều nụ rất là nhiều. Nói chung cây này nó là một cái cây rất là siêng hoa, rất là nhiều nụ. Tiếp tục đến mã số B2, 250.000. Vừa có hoa vừa có nụ các bác nhá. Nụ rất là nhiều, vừa hoa vừa nụ luôn. Chậu to luôn. Tiếp đến là B3, 350 các bác ơi. B3 350 này. Trời ơi các bác ơi. Thân mập bằng ngón chân cái của mình luôn, rất là đẹp. Đấy, 350 B3 các bác nhá. Tiếp đến thì em có một cái lô hàng rất là đẹp luôn. Đây là những cái cây kim điệp đột biến các bạn. Kim điệp đột biến, hoa của nó sẽ có màu vàng nhưng mà cái họng của nó màu đen. Cây này rất là hiếm luôn các bạn. Em cũng chỉ có 25 chậu thôi. Hoa đây các bạn, hoa bông to lắm. Nó to bằng, các bác có thể nhìn thấy ba cái ngón tay giơ ra chưa? Đấy, mà nó đã gần bằng ba ngón tay rồi. Bông rất là to nhá, họng thì họng đen rất là đẹp. Đây ạ, cây đây ạ, cây thì đang có nụ, 100% cây đang có nụ các bác nhá. Các bác mua về làm giống. Đấy, chậu nó không nhớ nhiều thân lắm đâu, nhưng mà rất là đẹp. Đây là cây kim điệp đột biến các bác nhá. Thì cây này thì em sẽ bán theo combo, hoặc là các bác mua lẻ cũng được, tùy các bác. Nói chung các bác thích mua thế nào thì mua. 120.000 cho một chậu các bác nhá. 120.000 cho một chậu kim điệp đột biến, hoa vàng họng đen các bác nhá. 120.000 cho một chậu. Các chậu 100% đều đang có nụ các bác nhá. 100% đều đang có lụ ạ. 120.000 cho một chậu. Em có một cái chậu đại mạc lá biên này nó không được đẹp đâu.
chậu này em thanh lý 100 chậu này em thanh lý cho các bác 130.000 nhá. Bác bảo lấy chốt có một chậu duy nhất thanh lý 130.000. Đấy, ngoài ra thì em có cả kiều trắng tinh. Kiều trắng thì kiều trắng đột biến hoa màu trắng tinh các bác nhá. Kiều trắng thì em chia sẻ về giá là em lên cho các bác xem mặt hoa cây kiều trắng trước. Đâu rồi? Hoa là trắng tinh các bác nhá. Hoa là trắng tinh. Rất là đẹp luôn. Đây, trắng cánh mai này. 250 cho một chậu, 250 cho một chậu cỡ như thế này. Đấy, 250 cho một chậu. Để ở vườn rất là lâu rồi. Đấy, rất là đẹp luôn, 250 một chậu. Ngoài ra chậu thuần rồi, chậu thuần trồng thuần rồi thì là 300.000 một chậu các bác nhá. Chậu thuần rồi thì là 300.000 một chậu, rất là đẹp luôn. Đấy thì các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo ạ.